Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có quy mô giáo dục khá lớn nên việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở các trường học luôn được các cơ quan chức năng, ngành giáo dục và các trường đặc biệt quan tâm. Theo đó, công tác quản lý an toàn thực phẩm đã được chú trọng kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm khi có nhiều trường học trên cả nước xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm từ bếp ăn bán trú. Học sinh ăn kẹo lạ có dấu hiệu chóng mặt, nôn ói, qua đó tạo bất an dư luận xã hội về tình hình mất an toàn thực phẩm trong trường học. Tại An Giang, gần đây dư luận không khỏi hoang mang trước thông tin 15 học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt sau khi ăn loại kẹo lạ từ người bạn học cùng lớp mang vào bán lại. Sau khi sử dụng kẹo, 15 em của hai lớp 7A1 và 7A4 thấy khó chịu đã được đưa vào trung tâm y tế huyện Thoại Sơn theo dõi. Qua test nhanh với 3 mẫu que test khác nhau, kết quả đều âm tính với chất gây nghiện. Trao đổi để tìm hiểu nguyên nhân lý do vì sao các em nó bị đau bụng cũng như nôn ói, thì qua tìm hiểu thì các em cho biết là các em ăn sáng ở tại nhà và vào giờ ra chơi thì được bạn cùng lớp cho mấy cái viên kẹo để ăn. Thì sau khi ăn xong các em nó cảm thấy nó có biểu hiện như thế, cho nên nó đến để nhờ y tế chăm sóc. Thì khi mà bám hiểu chúng tôi nghe được cái vấn đề này thì chúng tôi không dám cho y tế chăm sóc, và chúng tôi yêu cầu là các em cho chúng tôi xem cái mẫu kẹo. Lý do là 2 ngày trước thì chúng tôi cũng đã được biết về cái vấn đề này và chúng tôi đang lên kế hoạch là sẽ tuyên truyền cho các em vào ngày thứ hai sinh vật chào cờ. Và sau đó thì khi các em mang xuống thì chúng tôi tra cứu, tôi thấy là nó giống như cái loại kẹo mà chúng tôi đã từng được biết. Sau khi phát hiện sự việc, ban giám hiệu trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập đã rà soát tất cả học sinh đã mua sử dụng và ăn kẹo lạ nói trên. Theo em Vũ Thị Ngọc Nguyên, học sinh lớp 7A4, loại kẹo này em đã bán cho 9 học sinh với số lượng 240 viên. Kẹo được lấy từ chị ruột Vũ Thị Thu Thảo đang học lớp 11 ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thoại Sơn. Còn theo trung tâm y tế huyện Thoại Sơn, các em bị đau bụng, đau đầu và nôn ói là do ăn kẹo lạ và do hội chứng đám đông. Tất cả 15 em học sinh được xuất viện với chẩn đoán ban đầu là khó tiêu chức năng. Dạ, con thấy lo cho tình hình sức khỏe của mấy bạn và con thấy sợ gì. Mà con cũng nghe được thầy cô là giáo dục cho con là bán kẹo đó là không tốt. Con cũng có kinh nghiệm là con sẽ không bán kẹo đó nữa. Con không dám ăn kẹo của không có nguồn gốc xuất xứ. Mặc dù vụ việc không có dấu hiệu ngộ độc, nhưng thông qua sự việc trên, ban giám hiệu trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập xem đây là trường hợp cảnh báo về an toàn thực phẩm đối với các trường hợp đưa thực phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc vào trường học. Ngay sau sự kiện trên, ban giám hiệu trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho học sinh về an toàn thực phẩm, an toàn trường học, đặc biệt dặn dò các em không mua sử dụng các đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ ở cổng trường hay trên đường đến trường. Thì thông qua cái việc vừa rồi thì chúng tôi cũng đã làm một cái tin nhanh để gửi đến quý thầy cô giáo viên chủ nhiệm cũng như gửi đến nhóm của quý phụ huynh để nhằm thông tin cho quý phụ huynh biết để cùng chúng tôi hỗ trợ giáo dục con em không cho các em nó mua những cái hàng hóa, những cái vật phẩm lạ. Mua đồ các loại thực phẩm cho các em học sinh đều có giấy tờ, rồi đầu năm vô thì có giấy khám an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi khám sức khỏe. Thực tế, tại trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, cũng như trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, hiện nay ngành giáo dục các cấp chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, khuyến cáo học sinh, phụ huynh tuyệt đối không mua cho trẻ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là ở cổng trường. Đồng thời, ngành chức năng tăng cường kiểm tra các mặt hàng đồ ăn thức uống và cách bảo quản chế biến thức ăn tại căng tin ở các trường học. Trước cái tình hình đó, thì tụi tôi cũng có phối hợp với trung tâm y tế và các khoa an toàn thực phẩm của các huyện thị tăng cường phối hợp với trường học để mà chỉ đạo tuyên truyền giáo dục cho các em hiểu và biết nhận thức được những cái thực phẩm lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn tiếng Việt thì không nên sử dụng đó, và cùng thời cũng phối hợp tuyên truyền cho cha mẹ học sinh phụ huynh cố gắng là phải vận động và giải thích cho con hiểu là phải biết cách lựa chọn thực phẩm và sử dụng thực phẩm cho nó đảm bảo an toàn để không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Có thể nói, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc với chất lượng không đảm bảo có thể không gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm ngay tức thời, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà chúng ta ít ngờ tới. Vì vậy, để hạn chế nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, gia đình còn rất cần sự chung sức của cả cộng đồng.